xin chào mừng các bạn đã đến với hi shop.com trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ về một số mẫu nhẫn Wolfram đang có mặt trên thị trường với kiểu dáng trẻ trung năng động vô cùng sang trọng nhẫn Wolfram đang là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ Wolfram hay còn gọi là tungsten carbide là một kim loại rất cứng có khả năng chống oxy hóa chống trầy xước rất tốt một đặc điểm khá nổi bật nữa là khi cầm nhẫn wolfram sẽ cho cảm giác nặng và đầm tay hơn hẳn so với chất liệu như đồng inox stainless steel độ sắc nét độ sáng bóng gần như là hoàn hảo láng bóng giống như gương chúng ta cùng xem một số sản phẩm wolfram được khách hàng lựa chọn nhiều nhất Đầu tiên là mẫu nhẫn với viền hai bên màu vàng, rãnh giữa màu đen. Mặt trong mạ tĩnh điện màu xanh biển, nhẫn có bề rộng là 80 ly. Mẫu này khá nổi bật và sang trọng vì có viền màu vàng hai bên, làm cho chiếc nhẫn ánh lên màu vàng sáng chói. Hiện tại bên Hi Shop đang có sẵn mẫu này, bạn có thể liên hệ để sở hữu. Mẫu thứ hai cũng có thiết kế tương tự nhưng thay đổi màu sắc viền vàng hai bên thành màu viền xanh nhằm làm cho màu sắc chiếc nhẫn êm dịu hơn trẻ trung sang trọng nhưng không quá chói sáng do đó tùy sở thích mà các bạn có thể chọn cách phối màu của hai sản phẩm này mẫu thứ ba hai bên viền trắng chính giữa là văn gỗ xà cừ mang màu sắc của sự thành đạt và đậm chất đàn ông nhẫn có bề rộng là 80 mm nặng 10,6 gram Mẫu nhẫn thứ tư được bo cong bề mặt, có bản mỏng hơn là 6mm. Hai bên là viền đen, chính giữa là một rãnh vàng. Còn mặt trong thì được mạ tĩnh điện một màu vàng sang trọng và chói sáng. Mẫu nhẫn này mềm mại hơn, thanh mảnh hơn, không vuông vất như ba mẫu trước. Xu hướng ngày nay, màu đen bóng rất được ưa chuộng đặc biệt là sự kết hợp rảnh vang làm cho nhẫn thêm phần ấn tượng sang trọng. Mẫu nhẫn thứ năm có bản rộng 8 mm, bề mặt cũng được bo cong nhẹ sang hai bên, bề mặt được mạ màu vàng gold hoàn toàn và được làm xước phay bề mặt. Mặt trong là màu xanh nước biển, khi mang lên tay thì chỉ cho một màu vàng sáng chói sang trọng. Mẫu nhẫn thứ sáu có khoảng 90% bề mặt nhẵn là màu đen. Chỉ có ở rãnh giữa có một số gạch ngang màu đỏ. Bề mặt nhẵn cũng được bo cong nhẹ, có mặt trong cũng được bo cong cho cảm giác mang cực kỳ êm. Nhẵn có bề ngang là 80mm, nặng khoảng 13,8g. Những bạn thích tông màu đen có thể chọn mẫu này. Mẫu nhẵn thứ bảy Bề mặt nhẵn cũng được chia làm 3 rãnh Rãnh hai bên nhẵn lõm xuống và được làm sáng bóng. Còn rãnh giữa thì bề mặt hơi nhấp nhô, theo hình lục giác xếp sát nhau. Toàn bộ mặt ngoài được phủ màu vàng gold sang trọng. Phần mặt trong là màu blue. Và tất nhiên cũng có in dòng chữ thùng ten sky Nhẵn nặng 14,2 gram. Bề rộng là 8 mm. Mẫu nhẵn thứ 8. Mẫu này có thiết kế khá giống với mẫu đầu tiên nhưng mặt ngoài được làm hoàn toàn bằng màu đen. Sự phối hợp độ đậm nhạt của màu đen cũng như là độ bóng khác nhau. Tuy chỉ một màu đen nhưng độ phản quang của nó vô cùng ấn tượng. Mẫu nhẫn thứ 9 Cả mặt trong và mặt ngoài đều là màu vàng gold sáng chói. Mặt trong được bo cong, còn mặt ngoài thì được phát các góc cạnh 45 độ. Hai bên viền màu vàng ánh hơn và bóng hơn Còn rãnh giữa thì được làm xước phay bề mặt Nhãn có bề rộng là 8mm, Nặng là 16,3 g Chúng ta đến với màu nhãn thứ 10 Toàn bộ bề mặt là màu trắng sáng Màu nguyên bản của chất liệu Wolfram Mặt trong được bo cong và được làm láng bóng Để khi mang được dễ dàng và thoải mái Mặt ngoài hai bên được vát xéo theo các hình rô nói tiếp nhau rất đẹp vì đây là màu nguyên bản của chất liệu Wolfram nên độ bền rất cao, hầu như là mang mãi mãi không mắc màu. Mẫu nhẫn thứ 11. Mặt bên trong và hai sọc hai bên là màu trắng, rãnh giữa là màu xanh nhạt. Màu này rất trẻ trung, năng động. Bề rộng vẫn là 80 ly và nặng là 10 g Chúng ta đến với mẫu cuối cùng. Mặt trong và viền hai bên đều là màu gold còn rãnh giữa được làm nhấp nhô bởi các hình đa giác được vác các góc cạnh nhìn rất là đẹp nhẫn này có bề rộng là tám mm nặng 139 ba g và như vậy là mình đã vừa chia sẻ về một số mẫu nhẫn wolfram đang rất được ưa chuộng hiện nay không biết trong các mẫu này các bạn thích mẫu nào nhất hiện tại bên mình đã có sẵn một số mẫu nhẫn này nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ website hishop com để đặt hàng rất cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo